Kính thưa bà con cô bác, trong thế giới ngày nay, khi mà sự chú ý đến dinh dưỡng và sức khỏe ngày càng tăng cao, việc lựa chọn loại dầu ăn phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ở giữa hàng loạt các loại dầu khác nhau, việc phân biệt giữa những loại dầu nên ăn và cần hạn chế trở thành một nhiệm vụ không dễ dàng. Trong số những loại dầu được biết đến với tiềm năng tốt cho sức khỏe, dầu ô liu, dầu mè và bơ đều nổi bật với hàm lượng axit oleic cao. Axit oleic là một loại chất béo không bão hòa, đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch và hệ thống cơ bản của cơ thể. Sử dụng những loại dầu này không chỉ mang lại hương vị tuyệt vời cho các món ăn, mà còn cung cấp một nguồn chất béo lành mạnh. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại dầu đều lành mạnh như vậy. Dầu đậu nành, dầu dừa và dầu cọ thường được sử dụng phổ biến, nhưng chúng cũng chứa một lượng lớn omega 6, một loại axit béo mà khi tiêu thụ quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một lượng lớn omega 6 trong chế độ ăn uống có thể góp phần vào việc tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và viêm nhiễm. Do đó, việc hạn chế sử dụng những loại dầu này là điều cần thiết để duy trì một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh. Với sự hiểu biết về những lợi ích và nguy cơ của từng loại dầu, chúng ta có thể đưa ra quyết định thông minh khi chọn loại dầu phù hợp cho chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Điều quan trọng là luôn cân nhắc và đa dạng hóa nguồn cung cấp chất béo trong chế độ ăn uống của bạn để đảm bảo bạn nhận được tất cả các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể một cách cân đối và lành mạnh. Năm loại dầu lành mạnh nhất nên sử dụng. 1. Dầu ô liu nguyên chất. Dầu ô liu nguyên chất là một nguyên liệu nấu ăn vô cùng phổ biến và đa dụng trong bếp ẩm thực trên khắp thế giới. Nó không chỉ được sử dụng trong các công thức nấu ăn từ món ăn nóng, món lạnh đến các món nướng, mà còn được biết đến với những lợi ích sức khỏe đáng kể. Một trong những thành phần quan trọng của dầu ô liu nguyên chất là chất béo không bão hòa, chủ yếu là axit oleic. Đây là một loại chất béo không no tự nhiên, đã được nghiên cứu và chứng minh là có nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Axit oleic giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu, cải thiện chức năng tim mạch và hệ thần kinh, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Ngoài ra, dầu ô liu còn chứa một lượng lớn vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin E giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương của các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Đồng thời, nó cũng có tác dụng làm đẹp da và tóc, giữ cho làn da trẻ trung và tươi sáng. Việc sử dụng dầu ô liu nguyên chất trong việc chế biến thực phẩm không chỉ mang lại hương vị độc đáo và phong phú mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bạn có thể sử dụng dầu ô liu để làm nước sốt salad thơm ngon khi xào rau trên lửa vừa hoặc thậm chí thay thế bơ trong các món nướng. Điều này giúp làm giảm lượng chất béo bão hòa trong bữa ăn của bạn, thay vào đó là những chất béo không bão hòa có ích cho cơ thể. Với những lợi ích về sức khỏe và sự đa dạng trong việc sử dụng, dầu ô liu nguyên chất không chỉ là một nguyên liệu nấu ăn thông thường, mà còn là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối. Hãy thêm dầu ô liu vào danh sách mua sắm của bạn và khám phá thêm về những cách sử dụng sáng tạo của nó trong bếp nhà bạn. 2. Dầu bơ. Dầu bơ là một nguồn dầu nấu ăn phổ biến, có thể chịu được nhiệt độ cao và rất phù hợp cho các phương pháp nấu như chiên rán. Với điểm bốc khói ở khoảng 270 độ C, dầu bơ thường được sử dụng để nấu các món ăn yêu cầu nhiệt độ cao mà vẫn giữ được chất lượng và hương vị. Tương tự như dầu ô liu, dầu bơ cũng có chứa axit oleic, một loại chất béo lành mạnh. Trong một số nghiên cứu, việc tiêu thụ dầu bơ đã được liên kết với việc giảm mức chất béo trung tính và cholesterol LDL, được coi là xấu. Mức cholesterol LDL cao có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tim mạch, do đó việc sử dụng dầu bơ có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch của bạn. Dầu bơ có thể được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau, bao gồm chiên áp chảo, chiên ngập dầu, quay và nướng bánh. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng bơ để làm sốt salad hoặc sốt mayonnaise, tạo ra những hương vị độc đáo và ngon miệng cho các món ăn của bạn. 3. Dầu hướng dương có hàm lượng oleic cao. Dầu hướng dương chứa chất béo không bão hòa nên là lựa chọn lành mạnh hơn một số loại dầu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những chất béo không bão hòa này chủ yếu bao gồm axit béo omega 6, có thể gây ra một số lo ngại về sức khỏe. Tiêu thụ quá nhiều omega 6 có thể dẫn đến viêm nhiễm. Dầu hướng dương có hàm lượng oleic cao thường chứa lượng omega 6 thấp hơn, cùng nồng độ axit oleic cao.
Sự kết hợp này làm cho dầu hướng dương có hàm lượng ôn ích cao trở thành một lựa chọn lành mạnh, có thể được sử dụng trong chiên và xào, cũng như thay thế bơ khi nướng bánh. 4. Dầu mè. Dầu mè, mặc dù có hương vị đặc trưng khiến cho việc sử dụng nó trong nấu ăn và nướng bánh không được linh hoạt như một số loại dầu khác, nhưng vẫn mang lại một số lợi ích sức khỏe đáng chú ý. Dầu mè được biết đến là một nguồn chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ sức khỏe của tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do. Ngoài ra, dầu mè cũng được công nhận với đặc tính chống viêm, có khả năng giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tim mạch như xơ vữa động mạch. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ dầu mè có thể giảm sự khó chịu liên quan đến viêm xương khớp. Mặc dù dầu mè có hạn chế về việc sử dụng trong nấu ăn so với các loại dầu khác, nhưng nhờ vào những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, nó vẫn là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối. Hãy thêm dầu mè vào các món ăn của bạn để tận dụng những lợi ích này và mang lại hương vị đặc biệt cho bữa ăn của bạn. 5. Dầu đậu phộng. Mặc dù dầu đậu phộng có một số nhược điểm, nó lại có nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe. Thứ nhất, nó giàu axit oxalic. Ngoài ra, dầu đậu phộng còn là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, mang lại đặc tính chống oxy hóa. Chất béo không bão hòa trong dầu đậu phộng cũng có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên, dầu đậu phộng cũng chứa axit béo omega 6 gây viêm. Tiêu thụ quá nhiều omega 6 trong khi thiếu omega 3 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, vì vậy tốt nhất bạn nên hạn chế nguồn chất béo omega 6. Mặc dù vậy, việc sử dụng dầu đậu phộng có thể có lợi, miễn là bạn cân bằng nó với các nguồn omega 6 khác, chẳng hạn như các loại dầu kém lành mạnh hơn. 5 loại dầu kém lành mạnh cần hạn chế. 1. Dầu cọ. Sử dụng một loại dầu duy nhất trong nấu ăn có thể không dẫn đến các vấn đề sức khỏe đáng kể, nhưng nó tiềm ẩn nhiều lo ngại. Ví dụ, dầu cọ có nồng độ chất béo bão hòa cao, được cho là tác động tiêu cực đến mức cholesterol trong máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Bạn nên cân nhắc hạn chế dầu cọ trong chế độ ăn uống. Mặc dù nhiều người không nấu ăn bằng dầu cọ ở nhà, nó thường được tìm thấy trong thực phẩm chế biến sẵn, từ bánh ngọt, vỏ bánh pizza đến bánh quy và phết chocolate. Ngoài ra, dầu cọ được chiết xuất từ một loại cây được trồng trong rừng nhiệt đới, và việc thu hoạch loại dầu này có thể tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. 2. Dầu đậu nành. Mặc dù nó có điểm bốc khói tương đối cao là 204 độ C, dầu đậu nành tiềm ẩn nguy cơ không tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu lưu ý rằng dầu đậu nành có thể đóng vai trò gây béo phì và không dung nạp glucose. Nghiên cứu khác cho thấy hàm lượng omega 6 cao trong dầu đậu nành cũng có thể liên quan đến sự phát triển các bệnh về tiêu hóa, chẳng hạn như viêm đại tràng. Dầu đậu nành được tìm thấy trong nhiều loại sản phẩm chế biến sẵn như nước sốt salad, gia vị và đồ chiên. 3. Dầu ngô. Mặc dù có chứa một số vitamin E, dầu ngô cũng có một số nhược điểm tiềm ẩn. Hàm lượng omega 6 cao của nó là một trong những mối quan tâm lớn nhất. Ngoài ra, hầu hết dầu ngô được làm bằng ngô biến đổi gen GMO, và các nghiên cứu cho thấy cây trồng GMO có thể góp phần gây dị ứng và nhạy cảm với thực phẩm. 4. Dầu thực vật bị hydro hóa. Dầu thực vật hydro hóa không được tìm thấy một cách tự nhiên, thay vào đó, nó được sản xuất bằng cách thêm các phân tử hydro vào dầu lỏng, biến chúng thành dạng rắn hơn với thời hạn sử dụng kéo dài. Quá trình này tạo ra chất béo chuyển hóa, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ mắc các bệnh khác. Margarine, dầu thực vật và các sản phẩm chứa những thành phần này là những nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa điển hình. 5. Dầu dừa. Dầu dừa có nồng độ chất béo bão hòa cao, khiến nó kém lý tưởng hơn các loại dầu khác. Một nghiên cứu cho thấy tiêu thụ dầu dừa dẫn đến mức cholesterol LDL và HDL cao hơn. Mặc dù việc tăng cholesterol HDL có thể có lợi cho sức khỏe, nó không chống lại nguy cơ mắc bệnh tim có thể liên quan đến việc tăng cholesterol LDL xấu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Tất cả thông tin trên video đều mang tính chất tham khảo giúp các bạn có thêm các kiến thức để bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Để được tư vấn và chữa bệnh, các bạn phải đến các trung tâm y tế, bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Cuối cùng nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo video mới nhé!